chào bạn. Là một người chăm lo bữa cơm cho gia đình, hoặc đơn giản là bạn hướng đến một chế độ ăn lành mạnh có lợi cho sức khỏe. Vậy, câu hỏi đặt ra là nên lựa chọn thực phẩm hay chế biến món ăn như thế nào? Những loại thực phẩm nào chứa nhiều thành phần tốt và ít thành phần xấu? Hãy cùng xem video của bác sĩ Michael Treacher mà Phương trích dẫn từ trang của ông nutritionfacts.org để có câu trả lời cho mình nhé. Ăn theo mô hình đèn giao thông. Bất cứ khi nào tôi được hỏi tại một buổi giảng về một thực phẩm có lành mạnh hay không, câu trả lời của tôi là so với thực phẩm nào? Ví dụ, trứng có tốt cho sức khỏe không? So với món xúc xích bên cạnh nó? Có, nhưng so với bột yến mạch? Không hề. Hãy nghĩ đơn giản rằng bạn có 2.000 đô la trong ngân hàng calorie hàng ngày của mình. Bạn muốn chi tiêu nó như thế nào? Cho cùng một lượng calorie, bạn có thể ăn một cái burger lớn, 50 quả dâu tây hoặc một nửa xe cút kích chứa đầy rau salad. Tất nhiên, ba lựa chọn này không làm no bụng như nhau được. Ý tôi là, nếu bạn muốn một chiếc burger, và tôi chẳng trông đợi một đĩa dâu tây được đưa vào thực đơn đô la của McDonald's trong thời gian sắp tới. Nhưng đó là một minh họa về mức độ dinh dưỡng to lớn bạn có thể nhận được từ cùng một đơn vị calo. Mỗi lần chúng ta cho thứ gì đó vào miệng của mình, ta lại đánh mất cơ hội đặt thứ khác lành mạnh hơn nhiều vào đó. Vậy, các loại thực phẩm nên ăn nhất và những thực phẩm nên tránh nhất là gì? Đây là cách tôi thích nghĩ về nó. Đây là hệ thống đèn giao thông của tôi về thực phẩm, để giúp nhanh chóng xác định một số lựa chọn lành mạnh nhất. Cũng như trên đường, đèn xanh nghĩa là tiếp tục đi tới, đèn vàng có nghĩa là thận trọng, và đèn đỏ là dừng lại và nghĩ kỹ trước khi bạn cho thức ăn đó vào miệng của mình. Lý tưởng là hàng ngày bạn nên tối đa hóa lượng thực phẩm đèn xanh, tối thiểu hóa lượng thực phẩm đèn vàng và tránh các thực phẩm trong danh mục đỏ. Theo những gì tôi biết, bằng chứng tốt nhất đến thời điểm hiện tại cho thấy chế độ ăn uống lành mạnh là chế độ trong đó tối ưu hóa lượng trái cây, rau quả, các loại đậu như là đậu, đậu tách hạt, đậu gà và đậu lăng, ngũ cốc nguyên hạt, quả hạch và các loại hạt, nấm, thảo dược và các loại rau mùi. Về cơ bản là những thực phẩm thực sự mọc lên từ lòng đất. Đây là những lựa chọn lành mạnh nhất của chúng ta. Nhìn chung, càng nhiều thực phẩm thực vật toàn phần và càng ít thực phẩm chế biến có nguồn gốc động vật càng tốt. Vậy nên, hãy ăn nhiều thực phẩm đèn xanh và ít thực phẩm đèn vàng và đỏ. Cũng giống như việc vượt đèn đỏ trong cuộc sống thật. Đôi lúc, bạn có thể làm điều đó một lần và không bị gì cả. Nhưng tôi không khuyến khích thực hiện nó thường xuyên như một thói quen. Mô hình đèn giao thông của tôi nhấn mạnh hai khái niệm quan trọng. Thực phẩm gốc thực vật thường tốt hơn thực phẩm gốc động vật về hàm lượng chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe và ít chứa các nhân tố gây bệnh hơn. Và thực phẩm chưa qua chế biến thường lành mạnh hơn các thực phẩm chế biến. Điều này có luôn đúng không? Không, tôi có nói rằng tất cả thực phẩm thực vật tốt hơn tất cả các loại thực phẩm động vật không? Không. Trên thực tế, thứ tồi tệ nhất trên các kệ hàng vốn là các loại phụ gia rau củ bán thành phẩm. Nó thậm chí còn có từ rau ngay trong tên gọi. Ngay cả một số thực vật chưa qua chế biến như tảo lam cũng có chứa độc tố. Bất cứ ai đã từng mắc một ca ngộ độc về lá thường xuân tồi tệ đều biết rằng không phải lúc nào cũng có thể đùa với rau củ. Tuy nhiên, nhìn chung, hãy chọn lựa thực phẩm thực vật thay vì thực phẩm gốc động vật và thực phẩm chưa qua chế biến thay vì thực phẩm đã chế biến. Tôi có ý gì khi nói đã chế biến? Ví dụ, tiêu biểu là quá trình xay xát các loại hạt từ ngũ cốc nguyên hạt thành bột trắng. Có mỉa mai không khi những thứ này sau đó được gọi là bột tinh luyện, một từ mang ý nghĩa đã được cải thiện hoặc làm cho tao nhã hơn. Sự tao nhã này không được cảm nhận bởi hàng triệu người đã tử vong trong thế kỷ 19 vì chứng tê phù beriberi. Đó là một căn bệnh thiếu hụt vitamin B có nguyên nhân từ việc chà xát để biến hạt gạo từ màu nâu sang màu trắng.
Gạo trắng bây giờ đã được bổ sung thêm vitamin để bù đắp cho sự tinh luyện ấy. Một giải Nobel đã được trao cho việc khám phá ra nguyên nhân gây bệnh tê phù và cách chữa trị của nó. Cảm gạo, phần màu nâu của gạo. Bệnh tê phù có thể gây tổn thương cho cơ tim, dẫn đến tử vong đột ngột do suy tim. Chắc chắn điều này không thể xảy ra trong thời đại ngày nay. Ý tôi là một dịch bệnh tim có thể ngăn ngừa và chữa khỏi với sự thay đổi trong chế độ ăn. Hãy xem qua video của tôi về bệnh tim. Tuy nhiên, đôi khi quá trình chế biến có thể khiến thực phẩm trở nên bổ dưỡng hơn. Ví dụ, nước ép cà chua có vẻ như là một loại nước ép phổ biến thực sự tốt cho sức khỏe hơn là cà chua nguyên quả. Việc chế biến cà chua làm tăng khả năng chống oxy hóa sẵn có của sắc tố đỏ lycopene lên gấp 5 lần. Tương tự như vậy, việc loại bỏ chất béo khỏi hạt cacao làm cho bột cacao có nhiều giá trị dinh dưỡng hơn. Vì bơ cacao là một trong những chất béo bão hòa thực vật hiếm hoi, cùng với dầu dừa và dầu hạt cọ, có thể làm tăng cholesterol. Vậy nên, với mục đích của mô hình đèn giao thông, tôi thích nghĩ đến chưa chế biến là không thêm thứ gì xấu vào, không lấy thứ gì tốt đi. Vì vậy, trong ví dụ trên, nước ép cà chua có thể được coi là gần như không chế biến bởi vì nhiều chất xơ vẫn được giữ lại trừ khi nó bị thêm muối. Điều sẽ làm cho nó trở thành thực phẩm đã chế biến theo quyển sách của tôi và đẩy nó ra khỏi vùng thực phẩm đèn xanh. Tương tự như vậy, tôi xem sô-cô-la là thực phẩm chế biến vì người ta thêm đường vào, nhưng bột cacao thì không. Vai trò nhỏ nhoi của thực phẩm nhóm đèn vàng trong chế độ ăn uống lành mạnh là để thúc đẩy việc tiêu thụ thực phẩm trong nhóm đèn xanh. Chúng có thể là một thìa đường to để giúp bạn nuốt trôi liều thuốc. Vì vậy, nếu cách duy nhất tôi có thể có để khiến bệnh nhân ăn bột yến mạch vào buổi sáng là trộn nó với sữa hạnh nhân, thì hãy trộn nó với sữa hạnh nhân. Điều tương tự cũng có thể áp dụng cho thực phẩm nhóm đèn đỏ. Nếu cách duy nhất khi bạn ăn một đĩa salad lớn là rắc lên đó gia vị bắp ớt, thì hãy cứ rắc. Bắp ớt được gọi là thực phẩm siêu chế biến, không có hàm lượng dinh dưỡng hay là giống với bất cứ loại thực phẩm gì mọc lên từ đất và thường có những tác hại đi kèm. Bắp ớt thường được thêm chất béo bão hòa, muối, đường và Red-40, một loại màu thực phẩm nhuộm có thể gây ra hàng nghìn ca ung thư tuyến giáp mỗi năm. Là một loại thực phẩm nhóm đèn đỏ, tốt nhất bạn nên tránh xa nó. Nhưng nếu thay thế một đĩa salad cải bó xôi lớn rắc bắp ớt so với KFC, thì ăn salad rắc bắp ớt vẫn tốt hơn. Tương tự với món thịt xông khói, tôi nhận thấy một số người phản đối sản phẩm động vật, dù là một lượng rất ít, vì lý do tôn giáo hay đạo đức. Lớn lên là một người Do Thái và sống ngay cạnh nhà máy xẻ thịt lớn nhất vùng Mississippi, tôi có thể hiểu được cả hai quan điểm này. Nhận xét về khía cạnh sức khỏe của con người, khi nói đến sản phẩm động vật và thực phẩm chế biến, thì chế độ ăn uống tổng thể mới quan trọng. Ví dụ, nếu không có nước sốt cay thì lượng rau xanh lá đậm mà tôi ăn cũng sẽ giảm đi. Phải, tôi có thể cố gắng làm món sốt cay của riêng mình bằng nguyên liệu thô. Nhưng ở thời điểm này, dùng thực phẩm đèn đỏ là phương tiện để ăn thực phẩm đèn xanh. Trên cùng phương diện, thực sự thì những thứ bạn ăn hàng ngày mới là quan trọng nhất. Những món chúng ta ăn vào những dịp đặc biệt chẳng mấy quan trọng. Bạn có thể đặt những ngọn nến xúc xích thơm ngon vào bánh sinh nhật của mình. Tôi không tự chế ra món đó đâu. Dù vậy, tôi đoán từ quan điểm an toàn thực phẩm, một ca nhiễm độc khuẩn Salmonella từ một bánh sống có thể khiến bạn khổ sở. Nhìn chung, thật ra thì chính thói quen ăn uống hàng ngày của bạn mới quyết định sức khỏe lâu dài. Cơ thể chúng ta có khả năng hồi phục đáng nể từ những tổn thương nhỏ lẻ, miễn là ta đừng thường xuyên chọc vào tổn thương đó với một chiếc nĩa. Đó là lý do mà từ quan điểm y khoa, tôi không thích các từ ăn chay và thuần chay, bởi chúng chỉ được định nghĩa bởi những thứ bạn không ăn. Khi giảng dạy tại Cornell, tôi có một sinh viên thuần chay, người dường như sống bằng khoai tây chiên và bia. Thức ăn thuần chay có thể có ích,
nhưng chế độ ăn đó không cải thiện sức khỏe. Đó là lý do tôi thích thuật ngữ dinh dưỡng thực phẩm toàn phần dựa vào thực vật. Nhìn chung, ranh giới giữa thực phẩm tốt cho sức khỏe và thực phẩm gây bệnh có lẽ không phải là thực phẩm có nguồn gốc rau củ so với thực phẩm gốc động vật, mà là thực phẩm toàn phần gốc thực vật so với hầu hết những thứ khác thì đúng hơn. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Video này sẽ là khởi điểm để Phương có thể quan tâm hơn về thực phẩm và chế độ ăn uống lành mạnh cho sức khỏe, cũng như tiếp tục dịch và chia sẻ những kiến thức bổ ích từ trang của bác sĩ Michael Treacher. Nếu bạn thấy video hữu ích, hãy nhấn like để khích lệ tinh thần của mình tiếp tục xây dựng kênh. Và nhớ đăng ký kênh để nhận được video mới nhất của Phương Lâm nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại.